Chào các bác nhá, shop tân ấy. Chào toàn thể anh em. Loa và phụ kiện nhá. Thông báo với anh em, thông báo với các bác nhá. Loa vẫy xẻ cho mùa 2018 đã và tiếp tục được phục vụ anh em nhá. Cái mẫu loa vẫy xẻ truyền thống vẫn là cái mẫu loa E76 được anh em rất là ưa chuộng với những cái tính năng là nhỏ gọn, dùng rất là ổn định nhá. Tính năng E76. Thì cái này đã trải qua cả một mùa xẻ năm ngoái rồi, anh em chơi rất là ưng ý. Năm nay hàng lại tiếp tục quay lại để phục vụ anh em nhá. Đây là loa vẫy xẻ E76 nhá. Loa vẫy xẻ E76 các bác nhá. Giới thiệu với các bác nhá, bộ loa này là có những cái phụ kiện như nào để cho các bác nắm được, các bác mua hàng. Và cái loa này là có cái hiệu với lại các bác là loa để chuyên để đánh xẻ thì nó ok. Chứ nói thật sự là các bác mà đánh các loài khác thì nó không được ngon lắm, nó có độ rung, độ dè. Thì cái này là có gì phải nói đấy nha các bác nhá, hàng phải có sao nói vậy, chứ không phải là nói là nó tốt, nó tuyệt vời, nó đánh cái gì cũng được nhá. Cái này thì chỉ dành cho anh em ưa chuộng vẫy xẻ thôi. Và bộ loa thì gồm có là cái cục sạc điện này nhá, cục sạc điện các bác nhá. Và cái mẫu này thì vẫn là cái cục sạc điện nguồn sạc DC là 10V. DC 10V nha các bác nhá. DC 10V này, cái pin của nó là pin 7,4V đấy, vẫn là cái dòng truyền thống vậy đấy. Đây có một cục sạc điện đi theo cho các bác này. Một cái loa đựng trong một cái túi rèn di nhá, loa đựng trong túi rèn di. Một cái dây đeo. Một cái tay điều khiển nhá, một tay điều khiển các bác nhá. Tay điều khiển này thì đặt hàng này là phiên bản tiếng Anh nhá các bác nhá. Phiên bản tiếng Anh. Đây sau này có một cái tờ giấy hướng dẫn thông số sản phẩm tiếng Trung thôi. Tôi sẽ bỏ ra ngoài này. Đấy. Dây này. Tôi bỏ vào cái này nhá. Đây là cái túi và đựng cái loa E76 luôn. Anh em vẫn quen gọi là loa đánh xẻ nhá. Đây các bác. Anh em quen gọi là loa đánh xẻ. E76 nhỏ gọn. Đây các bác để ý này. Nó dài có bằng ngón tay thôi. Dày 3 phân. Nó nhích hơn bao thuốc lá một chút thôi nhá các bác nhá. Nhích bao thuốc lá một chút. Thì anh em ưa chuộng nó ở cái tính năng là nhỏ gọn nhá. Tính năng rất là nhỏ gọn. Chơi rất là hay nhá, nhỏ gọn. Đánh xẻ hợp lý. Còn thực tế cái loa này mà dùng để đánh cu gáy hay đánh bịp ấy thì các bác phải thông cảm mà không được êm nhá, không im nhá. Chỉ dùng đánh xẻ thôi. Tại vì nó sẽ nhỏ quá, nó phát ra có độ rung, độ dè. Đấy là hàng có nào phải nói trước cho các bác. Loa này shop giới thiệu chính với các bác là loa để đánh xẻ. Thế còn các bác mà đánh cuốc, đánh bịp, đánh cu thì các bác nên lựa chọn cái loại khác nhé. Lựa chọn loại khác, không nên lựa chọn loại này. Đấy là shop mà trước cho các bác vậy nhá. Đây là 76. Thì năm ngoái là shop cũng có giới thiệu cho các bác mấy cái kiểu chế mà anh em thích chế để đánh xẻ cho hiệu quả. Tại vì đây là cái loa bát nhá. Cái loa bát nhá, cái loa bát này thì cái âm bát nó nhiều hơn âm chắc, thì đánh tiếng xẻ thì nhiều khi là nó không được hợp lý, không được hay lắm nhá. Thế còn các bác mà đánh văn nghệ chút xíu thì các bác vẫn dùng trực tiếp cái này luôn. Thế còn anh em chuyên nghiệp, anh em đánh chuyên dụng thì họ sẽ về, họ sẽ chỉnh sửa, họ sẽ độ theo cái ý riêng của họ nhá. Thế là shop còn giới thiệu cho các bác mấy cách nào mới là dùng loa chắc Thành Anh này, loa chắc Thành Anh nhá. Con siêu chắc này, con siêu chắc và dùng tụ nữa, dùng tụ này, dùng tụ 4,7mm nhá, dùng tụ 4,7mm để cản vào. Thì nó có hai cách đấy, một cách là cản tụ vào cái dây dương ra loa bát này này, thì các bác sẽ giữ lại nguyên loa bát, giữ lại loa bát, cắt dây dương ra, lấy con tụ này này, hàn ngang qua dây dương để cho cái tín hiệu âm thanh ấy đi qua con tụ, để con tụ này là sẽ cản mất cái âm bát đi. Để cho cái loa này nó nhiều âm trung, nhiều âm chắc hơn nhá, thì âm thanh nó sẽ trong hơn, thanh hơn. Thế đồng thời là các bác sẽ câu thêm một cái dây nữa từ cái chân từ trong này ra ấy. Một dây âm ấy thì câu vào chân bát loa, dây dương thì câu vào cái dây trên tụ nhá, dây trên tụ đi ra phía ngoài. Và các bác hàn vào cái con chắc Thành Anh này, con siêu chắc này, các bác gắn ra ngoài này, thì để cho nó có một phần gọi là cộng hưởng thêm âm chắc, cho nó tiếng xẻ nó trong thanh hay hơn. Thế còn một số các bác thì sẽ bỏ hẳn cái loa bát này đi nhá, các bác bỏ hẳn cái loa bát ở trong này ra,
các bác lấy cái giác cắm loa đấy, các bác hàn thẳng màu, mà bác thì chơi một con check này, bác thì chơi hai con check đấu vào nhau, các bác chơi đọc cái hai con check này không thôi, hai con check này không gắn vào trong này, gắn vào trong này luôn, bỏ nó bát ra ngoài thì cái loa mình nó rất chi là nhẹ nhàng hơn nữa. Là các bác chơi đọc loa check không nhá, đây anh em chơi loa check không, nói chung là mỗi người một kiểu, mỗi người một bài, nhưng mà cả check không đánh vẫn được, mà loa bát cản tụ đánh cũng được, nhưng mà cái điều quan trọng nhất ấy là cái điệu, là cái phai tiếng ấy, phai tiếng nó hay, nó hiệu quả, làm phù hợp với lại cái loa thì đánh được hết nhá. Đây là mỗi người thích nào một kiểu, anh em nào làm kiểu nào thì này. Thế còn các bác năm nay là shop là sẽ không có độ luôn cho các bác được. Đấy, để thông báo trước cho các bác biết như vậy, không độ luôn các bác được. Các bác có mua ấy, có nhu cầu mà độ ấy thì các bác mua thêm đồ, lấy thêm đồ nhá. Các bác lấy thêm con check này. Lấy thêm check này này. Shop tính là 15.000 một con. 15.000 một con check này nhá. Đấy, các bác về các bác hàn là các bác tự dùng. Thế còn con tụ này. Con tụ này mà các bác nào có nhu cầu ấy thì là shop sẽ tặng cho các bác một loa hai tụ nhá. À, một loa một tụ thôi, chứ số lượng có ít để cho anh em còn mỗi người được một cái. Đấy, các bác thích tụ thì là shop sẽ tặng cho các bác thêm một con tụ. Và các bác làm gì thì các bác làm, các bác tự hàn tự chế vào nhá. Thế còn năm nay là các bác thông cảm mà tôi bận rất nhiều việc không làm cho các bác được luôn. Nhá, không làm luôn cho các bác được. Thì các bác về cản tụ vào cũng được, hoặc là các bác đấu hai loa check vào trong này cũng được. Hoặc là các bác đấu thêm một loa check ra ngoài này cũng được, tùy các bác nhá. Để thông báo với các bác là loa đánh xẻ mùa 2018 năm nay đã lại quay về tiếp tục nhá. Quay về tiếp tục phục vụ các bác loa E76. Các bác mua hàng thì vẫn là luôn luôn là liên hệ trực tiếp đến Ngọc Ánh nhá, shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh. Shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá, đến từ Tân Yên Bắc Giang. Đấy, đến từ Tân Yên Bắc Giang. Đấy. Các bác mua hàng thì liên hệ trực tiếp nhá. Loa E76. Các bác có một cái chuông. Loa E76 các bác nhá. Loa E76 đánh xẻ chuyên nghiệp cho các bác đây. Hình thức bán hàng thì luôn luôn là ship COD. Hàng có lỗi bảo hành đổi trả đổi mới trong vòng 15 ngày đầu sử dụng các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm, hàng chất lượng, bảo hành chu đáo cho các bác. Các bác cần thêm phụ kiện thì lấy thêm con này siêu check. Con check Thành Anh này, gọi là con siêu check này. Thế còn tụ thì riêng tụ 4,7mm thì shop sẽ tặng cho các bác mỗi một loa một cái để các bác có nhu cầu nhé. Rồi xin cảm ơn các bác, mong nhận được ủng hộ của anh em dành cho shop Tân Anh nhiều hơn nữa nhé. Rồi con chào mọi người đi con. Con chào.